Tiếp tục vẫn là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, tỉnh Kiên Giang vừa thiết lập 3 cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hà Tiên và hai huyện Dông Riêng, Vĩnh Thuận. Được biết, 3 cơ sở này bắt đầu hoạt động từ ngày 15 tháng 9 và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Tại thành phố Hà Tiên, tỉnh chuyển đổi một phần công năng của Trung tâm Y tế thành phố và Trung tâm Văn hóa Phường Mỹ Đức để thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên Cơ sở này có quy mô 570 giường, trong đó 500 giường dành cho bệnh nhân ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng 70 giường dành cho bệnh nhân có mức độ vừa và nặng. Tại huyện Dòng Riêng, một phần công năng trung tâm y tế huyện và nhà thiếu nhi huyện được chuyển đổi để thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc trung tâm y tế huyện Dòng Riêng. Cơ sở có quy mô 400 giường, trong đó 300 giường dành cho bệnh nhân ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng, 100 giường dành cho bệnh nhân ở mức độ vừa. Tại huyện Vĩnh Thuận, một phần công năng trung tâm y tế huyện được chuyển đổi cộng với cơ sở cũ của huyện đội Vĩnh Thuận để lập ra cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận, cơ sở có quy mô 350 giường, trong đó 300 giường dành cho bệnh nhân ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng, 50 giường dành cho bệnh nhân ở mức độ vừa.